Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ukraine, Nga sa lầy ở Kharkiv. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua cực căng thẳng. Ukraine nói Nga sa lầy ở Kharkiv. Moscow nói Kiev hứng thiệt hại khủng ở Donetsk, Kharkiv. Nga nói vũ khí phương Tây không thể đảo ngược tình thế ở Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng khốc liệt ở hai mặt trận lớn là tỉnh Kharkiv và tỉnh Donetsk. Ngày 23 tháng 5, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Alexander Sisky nói rằng quân đội Nga hoàn toàn sa lầy trong các trận chiến trên đường phố nhằm giành thành phố Vokchan, tỉnh Kharkiv và phải chịu tổn thất rất nặng nề, theo tờ The Kyiv Independent. Theo ông Sisky, quân Nga phải điều động lực lượng dự bị từ các khu vực khác nhau dồn về Kharkiv, nhưng các lực lượng này đã thất bại trong việc hỗ trợ hoạt động tấn công của Moscow ở đây. Nga cũng chuyển sang phòng thủ tích cực gần làng Lipsy, nơi lực lượng của họ đang giả phá và tấn công vào các vị trí tập kết của lính Ukraine, vị tướng này cho biết. Giao tranh được cho là cũng đang diễn ra tại khu vực rừng phía bắc thành phố Kupiansk, cũng là một mặt trận giao tranh lớn giữa Nga và Ukraine nhiều tháng qua, ở tỉnh Kharkiv. Tình hình rất khó khăn ở khu vực Kilivska thuộc Kupiansk, nơi đối phương đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi và tiến tới sông Oskin, ông Sisky nói. Các quan chức địa phương cho biết rằng, trong ngày 23 tháng 5, Nga dội pháo mạnh vào thành phố Kharkiv, thủ phủ tỉnh Kharkiv, khiến 7 người chết và 21 người bị thương. Tỉnh trưởng Kharkiv, ông Oleh Sinihubov và thị trưởng thành phố Kharkiv, ông Iho Terekhov cho biết có thể nghe thấy khoảng 10 vụ nổ trong thành phố vào sáng 23 tháng 5. Thị trưởng Terekhov cho hay, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông ở quận Kholodnohisky và tòa nhà của một công ty dịch vụ cấp xã. Phía Ukraine nói Nga đã dùng tên lửa S-300 cho các đòn tấn công này. Tại mặt trận Donetsk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine mô tả giao tranh ở khu vực Bokrov và Kurakhov là dữ dội và ác liệt nhất. Theo ông Sisky, các lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine tại một mặt trận nhỏ nằm giữa các khu định cư Staromi Khalipka và Berdichi. Ông Sisky cho biết, giao tranh dữ dội cũng đang diễn ra gần làng Inaviske và thành phố Chasivya, Donetsk. Các lực lượng Nga đang cố gắng bám chặt thành phố bằng mọi giá, bằng cách sử dụng trang thiết bị hiện đại. Theo Kyiv Independent, dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine rằng, cơ quan này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào các quân sự của Moscow tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga ngày 23 tháng 5. Nga, Ukraine thiệt hại khủng ở Kharkiv, Donetsk. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các quan chức quốc phòng Nga rằng các lực lượng Nga ngày qua tấn công các trung tâm đường sắt, cơ sở huấn luyện binh sĩ điều khiển UAV và một đoàn tàu quân sự của Ukraine chở xe tăng tại Kharkiv. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các trung tâm đường sắt được sử dụng để vận chuyển các đơn vị tăng cường cho cánh quân Kharkiv của Ukraine. Theo dữ liệu mới nhất, một đoàn tàu quân sự chở 10 xe tăng bị tấn công ở ga Lyubotin, Kharkiv, TASS dẫn lời giới chức quốc phòng Nga. Giới quân sự cho biết, gần khu định cư Korotik, Kharkiv, các lực lượng Moscow đã tấn công một sân bay thể thao dùng làm cơ sở huấn luyện cho binh sĩ Ukraine điều khiển UAV. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, trong ngày 23 tháng 5, quân đội Nga giải phóng cộng đồng Andreevka ở Donetsk. Các đơn vị của nhóm tác chiến miền Nam Nga đã giải phóng khu định cư Andreevka nhờ các hoạt động tích cực, cải thiện các vị trí tiền tuyến, đồng thời gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 57, 105 và 118 của quân Ukraine. Bộ này tuyên bố. Bộ này cho biết quân đội Nga gây ra khoảng 365 thương vong cho quân đội Ukraine ở Kharkiv trong ngày qua. Quân Nga cũng phá hủy nhiều khí tài Ukraine tại mặt trận này, gồm xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo M777 và M119 Mỹ sản xuất, pháo D20 và pháo D30. Bộ này cho biết các đơn vị nhóm tác chiến miền Bắc Nga đẩy lùi hai cuộc phản công của quân Ukraine tại các khu vực quanh thành phố Glubokoy và Volchan. Tại Donetsk, các lực lượng Moscow hạ hơn 1.015 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều khí tài hạng nặng. Các khí tài này gồm pháo tự hành M109 Paladin, Mỹ sản xuất, pháo Jackson B, pháo D20, pháo tự hành L119, Anh sản xuất.
giới chức Washington bàn cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào Nga. Tờ The New York Times ngày 22 tháng 5 đưa tin rằng giới chức Mỹ đang thảo luận về khả năng cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công các địa điểm quân sự trên đất Nga, những nơi Nga phóng tên lửa và lựu pháo đi tấn công Ukraine. Đề xuất do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tuần trước. Đề xuất hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và không rõ có bao nhiêu quan chức Mỹ tán thành. Các quan chức thạo tin cho biết đề xuất vẫn chưa được chính thức trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden, người luôn giữ lập trường thận trọng và cho rằng việc cho phép này sẽ có nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller từ chối bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ liên quan chính sách đối với Ukraine. Trước đó, ngày 21 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng việc Ukraine yêu cầu phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga cho thấy Kyiv đã rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn khi quân đội Nga tiếp tục tiến lên, đặc biệt ở Kharkiv, theo đài RT. Theo ông Peskov, Tổng thống Zelensky đang rơi vào tình thế khó khăn nhất trên tiền tuyến do cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng vấn đề của quân đội Ukraine là do phương Tây cung cấp vũ khí không ổn định. Tốc độ ổn định của các lô hàng từ phương Tây là không có, và quan trọng nhất là ngay cả khi tốc độ chuyển giao quân sự ổn định được khôi phục, cũng sẽ không cho phép quân đội Ukraine lật ngược tình thế, ông Peskov nói thêm. Phía Ukraine chưa lên tiếng về bình luận của ông Peskov. Ông Putin lệnh tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, lý do có liên quan phương Tây. Ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập trận để kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong tương lai gần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tổ chức cuộc diễn tập này, đài RT đưa tin. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa của quân khu phía Nam sẽ trực tiếp tham gia diễn tập và sẽ có sự tham gia của máy bay quân sự và lực lượng hải quân Nga trong cuộc tập trận này. Bộ này cho biết, mục tiêu của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật này nhằm giải quyết các vấn đề thực địa trong việc chuẩn bị và triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Theo bộ này, những tuyên bố khiêu khích và đe dọa chống lại Nga của một số quan chức phương Tây là lý do Moscow tổ chức cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định lực lượng nước này sẽ đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Nga có nhiều loại vũ khí hạt nhân, từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa đến vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn hơn. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm ông Putin, đã tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí này khi sự tồn tại của nước này bị đe dọa. Nga lên tiếng sau cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng về cáo buộc của Mỹ rằng Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine một ngày sau khi Washington trừng phạt hàng trăm thực thể Moscow, gồm đơn vị vũ khí hóa học của quân đội Nga. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, Điện Kremlin lên tiếng về gói trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các thực thể Nga với cáo buộc Moscow vi phạm Công ước về Vũ khí Hóa học CVKC năm 1993 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo đài Russia Today. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố đợt trừng phạt mới nhằm vào tổng cộng 280 cá nhân và thực thể, bao gồm lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học. Lực lượng này, một nhánh chuyên biệt của quân đội Nga có nhiệm vụ bảo vệ quân đội và dân thường khỏi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mỹ cáo buộc đơn vị này đã tạo điều kiện cho việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột Ukraine. Mỹ cho rằng Nga đã sử dụng chất độc Colopicrin, chất hóa học được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và hiện nay chủ yếu được sử dụng làm thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, Colopicrin gây kích ứng phổi, mắt và da, đồng thời có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy kéo dài hàng tuần. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ rằng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Peskov cho rằng cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ và không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ. Ông Peskov khẳng định Nga vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế. Theo đài CNN, luật quốc tế cấm sử dụng vũ khí hóa học. Vào tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Cuộc tấn công lớn nhất của Nga đã bắt đầu. Ukraine rút chạy ở Bắc Avdiivka.
Theo kênh Military Summary, chiến dịch tấn công quy mô lớn mùa hè của Moscow đã bắt đầu. Tại mặt trận Avdiivka, các lực lượng Nga đang tiến rất nhanh và sâu hơn về phía Tây sau khi chiếm thành công Novokalinov và Keramik. Lực lượng Ukraine rơi vào tình thế nguy cấp. Tại Krasnohorivka, Nga cũng đã giành được thế trận, duy trì áp lực thông qua các đợt tập kích hỏa lực mạnh mẽ trên diện rộng bằng bom SAB và pháo binh. Về phía Kupiansk, sau một thời gian dài ngừng hoạt động, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ. Họ đã chiếm làng Kislivka và đang phát triển trên nhiều mặt trận. Kênh Spetsnaz 007 cho biết, chiến dịch tấn công quy mô lớn mùa hè của Nga đã bắt đầu với đột phá lớn nhất theo hướng Avdiivka. Quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và đang tiến lên nhanh chóng. Lực lượng Ukraine rút lui và 100 tù binh bị bắt. Kênh Riba cho biết, theo hướng Avdiivka, các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát Novokalinov và củng cố vùng ngoại ô phía đông của làng Keramik. Ở Berdychi, các đội xung kích cũng đã đạt được thành công với thắng lợi hoàn toàn. Quốc kỳ của Nga đã được treo trên một tòa nhà ở phía tây của khu định cư. Kênh Suri Yakmat đưa tin, ở Bắc và Tây Avdiivka, Nga nắm toàn quyền kiểm soát khu định cư Berdychi khi những người lính Ukraine cuối cùng rút lui về phía Tây. Mặt khác, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía đông Ocheretin và phía nam Novokalinov. Tại địa phương này, họ đã kiểm soát khu vực trung tâm và buộc đối phương phải rút lui về phía Bắc tới hệ thống chiến hào. Cuộc rút lui của Kiev cũng diễn ra từ trung tâm Keramik. Vành đai phòng thủ miền đông Ukraine lâm nguy. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định việc Nga kiểm soát thành phố Chasiza chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đó, vành đai phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Donetsk sẽ bị đe dọa. Theo các chuyên gia của ISW, dù không thể nhanh chóng, nhưng lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Chasiza ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nga tăng sức ép lên Chasiza kể từ tháng 3 bằng các cuộc tấn công liên tiếp. Nếu kiểm soát được Chasiza, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào các thành phố thị trấn được coi là vành đai phòng thủ quan trọng cho Ukraine ở tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đang cố gắng kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine kịp nhận vũ khí viện trợ từ Mỹ. Những vũ khí này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trong những tuần tới. Trong thời gian này, các chỉ huy quân sự Nga có thể tăng cường các hoạt động tấn công ở phía Tây Bắc Avdiivka, vì khu vực này mang lại nhiều cơ hội hơn để đạt được những lợi ích chiến thuật nhanh chóng. Quân Nga ở mặt trận Avdiivka cách mục tiêu tác chiến của họ là thị trấn Pokrov khoảng 30 km và cách các ngôi làng tương đối lớn ở phía đông Pokrov khoảng 17 km. Các nhà phân tích quân sự nhận định các cuộc tấn công của Nga ở phía tây Avdiivka có thể mang lại lợi thế chiến thuật cho họ, cho phép Moscow đạt bước tiến đáng kể. Giới chức quân sự Ukraine nhận định Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát Chasiza trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Trong khi đó, hãng tin Ukraina Pravda của Ukraine hôm 25 tháng 4 dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên rằng lượng UAV mà lực lượng Nga sử dụng trên tiền tuyến đã tăng gấp đôi trong 3 tháng qua. Các nguồn tin nói với Ukraina Pravda rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại UAV của Nga bằng phương tiện điện tử đang trở nên kém hiệu quả hơn khi lực lượng Moscow thích nghi với những thay đổi trong công nghệ. Nói một cách đại khái, chúng tôi đã chế tạo ra các hệ thống tác chiến điện tử ở dải tần số 900 MHz. Nhưng hiện tại, lực lượng Nga đang chế tạo UAV có dải tần 700 đến 1000 MHz. Theo đó, các phương tiện tác chiến vô tuyến điện tử mà chúng tôi chế tạo trước đây không còn hiệu quả nữa. Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói, theo tờ Kyiv Independent, lĩnh vực chiến đấu bằng UAV đã trở thành một cuộc chạy đua vũ trang giữa Ukraine và Nga. Kể từ khi xung đột bùng phát, Nga có truyền thống đầu tư rất nhiều vào việc phát triển năng lực tác chiến điện tử. Việc này được tăng tốc trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine vẫn tiếp diễn. Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ được sử dụng trong cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ không quân Nga. Một căn cứ không quân Nga tại Zankoy, phía bắc Crimea, nơi cất giữ nhiều hệ thống tên lửa và trực thăng tấn công đã bị tấn công bất ngờ vào đêm tuần trước và lại vào hôm qua. Trong các cuộc tấn công này, tên lửa ATACMS đã được sử dụng. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ xác nhận việc đã bí mật chuyển giao loại tên lửa này cho Ukraine.
Vadan Patel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận vào ngày 24 tháng 4 rằng chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống. Ông Patel cũng thông báo rằng tên lửa ATACMS tầm xa đã được bao gồm trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine vào ngày 12 tháng 3, nhưng ban đầu Washington đã không công bố quyết định này để bảo đảm an ninh tác chiến theo yêu cầu của Kiev. ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 300 km chỉ trong 5 phút, nhanh gấp 3 lần so với tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Mỗi đầu đạn của ATACMS nặng 230 kg và có giá 800.000 bảng Anh, rất hiệu quả trong các cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng vào sâu trong phạm tuyến kẻ địch. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết thêm rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm nhiều tên lửa tầm xa cho Ukraine. Ông Sullivan nhấn mạnh Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, không có giải pháp nào là dễ dàng trong bối cảnh hiện tại. Sau khi Tổng thống Joe Biden phê duyệt đạo luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD, tương đương 48 tỷ bảng Anh cho Ukraine, vào ngày 24 tháng 4, ông Sullivan tiết lộ thêm rằng Ukraine sẽ nhận được thêm ATACMS từ Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ cũng báo cáo rằng thêm nhiều vũ khí sẽ được vận chuyển đến tiền tuyến của Ukraine trong vài ngày tới, khi lực lượng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa hè của họ. Ben Holt, cựu tướng Mỹ, trong một bài phát biểu với báo chí đã nêu bật tầm quan trọng của ATACMS. Giờ đây, mỗi mét vuông đất Ukraine do Nga chiếm giữ đều nằm trong tầm bắn của ATACMS. Điều này có nghĩa là các căn cứ quan trọng, hệ thống vũ khí và các sân bay trong khu vực đều có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Crimea sẽ sớm đổi chủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!